Konnichiwa, xin kính chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách làm bánh bột đậu mỡ, hay còn được gọi là bánh bột đậu. Mình đã được yêu cầu làm bánh này rất là lâu rồi, hôm nay mới có dịp để làm. Bánh bột đậu mỡ là một loại bánh được làm từ bột, đậu phộng và mỡ heo. Cách làm khá là đơn giản, mời mọi người vào xem và cùng làm nha. Để làm bánh bột đậu mỡ hôm nay, ở đây mình có những nguyên liệu như sau. Thứ nhất là mỡ. Hôm nay mình không có mỡ heo, mình sẽ thay vào đó là sotoningu. Cái loại này thì nó gần giống như là mỡ heo và nó cho ra thành phẩm bánh thơm, gần giống bánh đậu mỡ mà mình ăn ở Việt Nam 99% luôn. Đây, mọi người nhìn nó giống mỡ ghê chưa? Nguyên liệu nữa là lòng đỏ trứng gà. Ở đây mình có một cái lòng đỏ trứng gà và đậu phộng rang để lên mặt của bánh. Bột mì ở đây mình có 200g bột mì đa dụng, 60g đường xay, 1/2 muỗng cà phê muối. Mình cho lần lượt bột, muối, đường cho hết vào thau. Trộn đều lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Tiếp tục cho lòng đỏ trứng vào đây. À, mình quên cho thêm vào đây nửa muỗng cà phê bột nở. Nở này có cũng được mà không có cũng được nha. Đây là bột nở của mình sử dụng nè, Parkingu Bauda là bột nở. Mình cho shorteningu vào đây luôn. Nếu như mà có mỡ heo thì mọi người thay thế bằng mỡ heo nha. Cho vào khoảng 80g mỡ heo. Sẽ chừa lại một tí xíu shorteningu khoảng 5-10g. Vì là cái bột nó có độ khô khác nhau cho nên là mình chừa lại tí xíu. Nếu như mà mình thấy cái bột nó quá khô thì mình mới cho vào. Còn không có khô vừa đủ thì mình không cần phải cho vào nữa nha. Đeo bao tay vào tiếp tục trộn đều lên. Mình trộn cho đến khi nào bột thành khối như thế này, không nhão quá và cũng không khô quá. Đó, như thế này là đạt nha. Nắn bột thành một thỏi dài để mình chia ra thành nhiều phần bằng nhau. Mình sẽ chia khối bột này ra thành 16 phần bằng nhau. Sau khi chia được 16 phần bằng nhau rồi mình sẽ vo lại thành viên tròn. Rồi mình dùng đầu ngón tay ấn dẹt viên bột xuống, cái độ dày hay mỏng tùy theo ý thích của mọi người nha. Rồi mình dùng cây cắt bột ấn lên trên mặt bánh tạo thành những cái đường nước như thế này. Sẽ khứa 5 lần lên trên mặt bánh rồi ấn hột đậu vào giữa. Làm như vậy nhìn giống y như cái bông hoa luôn. Lúc ấn hột đậu vào bánh thì mình sẽ bật lò lên cho lò nóng rồi mới cho bánh vào nướng nha. Lò đã nóng rồi mình cho bánh vào nướng với nhiệt độ là 180 độ 20 phút. Khi chờ nướng bánh mình sẽ giới thiệu với mọi người một công thức khác. Công thức này mình có đậu phộng nè, bơ nè. Mình không dùng mỡ heo, không dùng sò tonin mà mình sẽ dùng bơ nha. Còn nếu như mà ăn chay thì mọi người có thể dùng dầu ăn cũng được. Công thức này mình sẽ dùng bơ lạc, 110g bơ lạc, 200g bột mì đa dụng. Đây là bịch bột mì đa dụng của mình sử dụng nè, Churiki Komugiko là bột mì đa dụng. 60g đường bột,
Nếu như mà không có đường bột thì cho đường vào máy xay sinh tố xay nhuyễn ra nha. Đây là bịch đường của mình sử dụng nè, sugar powder là đường bột nha. 1/2 muỗng cà phê muối. Cách làm cũng y như ban đầu, mình cũng cho bột, đường, muối cho hết vào thau trộn đều lên. Rồi tiếp tục cho bơ vào trộn đều cho thành khối. Mình nhờ cho đến khi nào bơ thành khối như thế này, không nhão cũng không khô, như vậy là đạt nha. Bột nó thành khối như vậy là đạt rồi, mình cho vào bịch rubber, bọc kín lại rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 30 phút. Nếu như thời tiết nóng thì mọi người làm bước này, cho vào ngăn mát tủ lạnh để, còn nếu như mà thời tiết lạnh thì không cần, bỏ qua bước này nha. Sau khi để trong tủ lạnh được 30 phút thì cái bột của mình nó đông lại như thế này. Mình sẽ lấy ra rồi chia thành nhiều phần bằng nhau. Rồi vo bột lại thành viên tròn để tạo hình. Làm các bước sau giống y như lúc nãy nha. Bánh của mình đã nướng được 20 phút rồi, bánh chín rồi mình lấy ra. Và đây là bánh mình làm với bơ nè mọi người, bánh vàng ôm thơm phức mùi bơ. Và đây là thành phẩm bánh làm với sột toning. Như vậy là mình vừa chia sẻ với mọi người hai công thức bánh bột đậu mỡ. Mình chúc cho cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy clip hay, hữu ích thì đừng quên cho mình một like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kyokado CP để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hay hơn, hữu ích hơn nữa nha. Nếu còn gì thắc mắc hay đóng góp ý kiến thì hãy để lại tin nhắn ở dưới phần comment, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigo made mite kurete arigatou gozaimasu. Mata ne. Đây là thành phẩm bánh làm với sột toning và không có bột nở. Và đây là thành phẩm bánh làm từ bơ không có bột nở. Và cuối cùng là thành phẩm bánh làm từ sột toning, có lòng đỏ trứng gà và bột nở. Và mình thấy là công thức này cho ra thành phẩm bánh ưng ý nhất. Tuy nhiên thì thành phẩm bánh không có lòng đỏ trứng và không có bột nở cũng sẽ cho ra bánh có độ giòn, xốp, không có thua kém gì bánh có lòng đỏ trứng và có bột nở nha.